Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán bông trang bên em. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà lô bông trang Cẩm Thạch. Hiện tại thì em sẽ giao lưu đến cả nhà là tầm là 6 cây bông trang Cẩm Thạch. Trước màn hình em là những cây bông trang Cẩm Thạch, lá đăng lên rất là tốt rồi nha cả nhà, rễ cũng khỏe. Hiện tại cây trang Cẩm Thạch này thì tầm là 15 cm nha cả nhà, 15 cm. Đây là cây thứ nhất em giao lưu đến cả nhà, lá xanh lúc lúc trắng, rất là đều cây. Tiếp theo là cây thứ hai em giao lưu đến cả nhà. Hôm nay em giao lưu 6 cây nha cả nhà, là 3 cặp cho cả nhà mua cho dễ đặt hàng, là 3 cặp. Đây là cặp thứ nhất, mỗi một cặp thì rất là đều lá với nhau. Để cả nhà xem cặp thứ nhất này, rất là đều lá luôn. Rồi tiếp theo em giao lưu đến cả nhà cặp thứ hai. Cặp thứ hai là hai cây này. Rồi, đó là cặp thứ hai. Và em sẽ giao lưu tiếp cái cặp cuối cùng. Cặp cuối cùng là cặp này nha cả nhà. 3 cặp. Sáng nay em giao lưu 3 cặp. Là em lựa cặp nào lá đẹp và khỏe thì em giao lưu trước đó nha cả nhà, còn những cặp nào mà lá hơi không đều thì em dưỡng tiếp. Cho nên cả nhà cứ yên tâm là cây khỏe hay không khỏe, hay cây xấu không xấu gì, là em đều lựa là cây khỏe để giao lưu cả nhà. Còn những cây nào mà nhìn chưa đều thì em sẽ giữ lại để dưỡng, chứ không có sao hết chứ. Cả nhà được xem trực tiếp hết chứ rồi. Cả nhà cứ yên tâm. Đây là cặp thứ 3. Cặp này đều lá luôn. Rồi, đó là 6 cặp em giao lưu. Như cây này hơi đỏ lá, đỏ cái đuôi lá này em sẽ giữ lại để dưỡng nha cả nhà. Nhưng mà cây thì cũng khá là khỏe rồi. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã xem trọn vẹn hết cái video này bên em. Chúc cả nhà luôn sức khỏe và vạn sự thành công, và luôn nâng cao tinh thần là phòng chống dịch bệnh Covid hiện nay, là đi ra đường là nhớ luôn luôn đeo khẩu trang và tránh tập trung nơi đông người.